Với những người đã, đang hoặc muốn sử dụng điện thoại thông minh của Samsung thì việc lựa chọn chiếc điện thoại cho mình là không hề dễ dàng một chút nào, khi mà hãng mang đến cho người dùng rất nhiều sự lựa chọn. Câu hỏi hay được đặt ra trước đây là Galaxy S4 và Galaxy Note 3 còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Samsung đã tung ra Galaxy S5. Vậy cuộc chiến của hai gã khổng lồ Galaxy Note 3 và Galaxy S5 sẽ kết thúc như thế nào? Hôm nay mình sẽ có một bài so sánh nhanh về hai sản phẩm này để bạn có thể đưa ra sự lựa chọn của mình. Đầu tiên là về thiết kế thì Galaxy S5 được trang bị một màn hình 5.1 inch với các góc hơi bò tròn một tí, trong khi Galaxy Note 3 sở hữu màn hình lên đến 5.7 inch và được làm vuông vắn ở các góc. Theo cảm nhận riêng của mình thì dường như Galaxy S5 sẽ cho cảm giác ôm tay hơn và không bị cứng tay khi sử dụng trong thời gian dài. Đặc biệt với kích thước 5.1 inch thì bạn cũng dễ dàng thao tác bằng một tay hơn so với Note 3. Cả hai màn hình đều có độ phân giải Full HD 1920x1080 pixel, sử dụng công nghệ Super AMOLED cho góc nhìn tốt, khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ. Nhưng vì kích thước nhỏ hơn nên Galaxy S5 sẽ có độ nét cao hơn, nhìn chung cũng không có sự khác biệt lớn. Tiếp theo là về sức mạnh xử lý, S5 sử dụng chip Exynos 8 nhân cùng loại với con chip trên Note 3. Những kèo đồ họa của S5 có xung nhịp cao hơn. Theo điểm đánh giá AuToTu Benchmark thì S5 có phần nhỉnh hơn so với Note 3 với 34.987 điểm so với 27.014 điểm. Về khả năng chạy đa nhiệm của hai máy có vẻ là ngang nhau. Khi cả hai cùng truy cập vào một website đòi hỏi flash nhiều như là trang bóng đá.com.vn thì S5 nhỉnh hơn một tí. Nhưng ngược lại về phần chơi game, khi cả hai cùng chơi Alpha 8 thì có vẻ như Note 3 load game nhanh hơn. Nhìn chung về sức mạnh thì cả hai không có sự chênh lệch nhiều, có vẻ ứng với câu kẻ tắm lạng người nửa cân. Về bộ nhớ thì cả Galaxy S5 và Note 3 đều có các phiên bản 16GB và 32GB. Tuy nhiên, khe cắm thẻ nhớ của S5 có một cải tiến một chút, khi hỗ trợ các thẻ nhớ microSD có dung lượng lên tới 128GB so với 64GB trên Note 3. Đây cũng coi là một cải tiến bởi việc quay phim Ultra HD trên chiếc S5 sẽ cực kỳ ngốn dung lượng bộ nhớ. Về camera thì S5 chiến thắng tuyệt đối trong hạng mục này, đơn giản là vì camera của Galaxy S5 quá nhanh quá nguy hiểm khi được trang bị cảm biến ISO cell với độ nhạy sáng cao. Độ phân giải 16MP cũng cao hơn một chút so với 13MP trên Note 3. Ngoài các chế độ giống nhau như là chụp HDR, chụp panorama, v.v. thì trên Galaxy S5 có thêm một chế độ chụp nữa, đó là chụp ảnh chuyến tham quan. Ngoài ra, điểm nổi bật nữa trên S5 là khả năng quay video 4K, mang đến cho bạn những đoạn video tuyệt vời nhất. Đây là một số hình ảnh chụp bằng camera của hai máy. Về các tính năng thì S5 được trang bị rất nhiều tính năng mới như cảm biến đo nhịp tim, khả năng quét vân tay phục vụ cho tính năng bảo mật. Tuy vậy, trên Note 3, với đặc trưng của dòng Note lại có bút cảm ứng S Pen và các tính năng đi kèm thú vị không kém. Một tiêu chí mà cả hai đạt được điểm hòa. Như vậy là mình vừa có một bài so sánh nhanh về hai sản phẩm được coi là đình đám nhất hiện nay của Samsung. Trong khi Galaxy Note 3 nổi bật với một màn hình rộng, bạn sẽ thoải mái trong việc đọc sách báo, xem video cũng như là chơi game. Cấu hình của máy cũng thuộc hàng khủng với chip Exynos 8 nhân, RAM 3GB, đủ sức đáp ứng các tác vụ một cách nhanh chóng. Với bút S Pen tiện dụng, giúp bạn có thể thao tác, ghi chú và nhập liệu nhanh hơn. Bên cạnh đó, Galaxy S5 cũng không hề kém cạnh với vi xử lý Exynos 8 nhân, 2GB RAM. Camera 16MP với khả năng quay video 4K. Tính năng bảo mật bằng dấu vân tay và cảm biến đo nhịp tim lần đầu xuất hiện trên S5 là những tính năng thú vị của sản phẩm này. Các bạn có thể truy cập vào link bên dưới để tham khảo về cả hai sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.